American Samoan. Lâu ghê chứ em, tiếng mấy hả? Tại làm hai cái là không? Cái gì á, khử thăm chứ? Đúng rồi, tại mình phải khử thăm cái lực. Khử thăm hết hai ba lực rồi. Nếu mà là ít thăm mà đi khử cái màu luôn thì nó nhanh, chậm tiếng đồng hồ. Thời gian đi màu với là khử thăm cũng giống nhau, hả bằng nhau hả? Tùy cái môi mà, ví dụ những môi mà thăm nặng á,
Thì mình sẽ đi cái thử thăm nhiều hơn so với những cái đi màu nữa. Thì là có nhiều màu mình chọn rồi. Chứ chỉ là có nhiều màu không? Xanh á. Có màu cam, rồi hồng cam, đỏ cam, đỏ, đỏ bồng, màu hồng. Có nhiều màu mình phải pha mấy màu lại. Không phải là một màu là mình đi hết. Mình muốn cái ánh nào đấy thì mình sẽ pha thêm cho nó nhiều hơn. Mà đặc biệt là những cái môi thâm thì không có đi được những cái tông đỏ bầm vô á, tại vì cái sắc tố môi của người ta là nó có ánh tím nó trong đó nhiều, rồi thêm cái màu màu hồng hay màu đỏ bầm vô nó có nó làm cho sắc đỏ thêm thêm nó thêm, cho nên là có những cái tông mà qua bên ánh cam